chắc cũng phải mang đồ đẹp hơn nữa đó. Chắc có quá nhiều người ở trong đó. Nó đi nè. Nè. Nó có thấy người ta đi bằng đường đó không? Là đi bằng đường đó đó. Đi má. Nè, bánh gà bánh đồ nè má. Đúng rồi, là ở đây nè. Đúng rồi, cứ gần đây lại thôi đó. Thì đó mình đi. Đợt mắt này mình đi đường nào cũng được. Đường ở đằng sau hay là đường ở trước. Đường sau cho đi. Ai cũng chết cũng đi luôn vậy. Đi đường nào con? Đi cái chiếc xe đi lên trên hả? Ừ, mình đi lên trên đi xuống dưới má. Mình đi xuống dưới rồi. Mình đi xuống dưới nè má. À, đi xuống đợi xuống đuôi. Đợi xuống. Đây là khu chợ bán đủ thứ hết hả? Dạ má. Bán đủ thứ hết đó má. Đi trong ra là má biết rồi. Nè, đây là cửa chợ Tây nè. Nó có gì về luôn hả má? Đi lên đây coi thử. Lên đây lại hả má? Đi lên đây lại hả má? Trà chua. Nó muốn đi xuống đây nữa hả má? Nó đi dạo dạo coi thử. Đây thịt bò nữa nè. Thịt bò nữa nè. Nó muốn đi xuống nữa không? À. Nãy mới quên lấy rồi. Để đi ra lấy nữa chứ. Giờ nó biết rồi đúng không? Nó đi lại nha mắt. Nó biết rồi đúng không? Giờ mới đi lại nha mắt. Mua quà nuôi liền nè mắt. Thank you. Trời ơi, đường nào không lên được rồi. Đi lên ra được rồi. Đó, cái này là market. Giờ mới biết chưa? Giờ mới đi lại nha má. Nó đây là 7 giờ. 9 giờ tới 1 giờ trưa. Bánh á, họ làm bánh thì họ ăn á, ăn thử xem nào.